là những sản phẩm quen thuộc, đẩy đam A100, rất khỏe, rất hay để nghe nhạc hát karaoke gia đình, trong lĩnh vực karaoke gia đình anh em nhé. Mẫu đẩy này tôi lại nhắc lại, đó là anh em dùng để ghép vào những đôi loa karaoke bass 20, 25 của Mỹ, của Nhật, hoặc là loa nghe nhạc bass 30, 35 của Mỹ, của Nhật đó. Và ở đây cửa hàng cũng đang phối ghép vào một mẫu vang Neck 9, 2.500.000 đồng. Vang này có đầy đủ các tính năng, đó là USB, Bluetooth, được quang, quay rất nhiều rồi, như trong video này vẫn phải nhắc lại đến anh em đó. Đẩy giá 3 triệu, còn vang là 2.500.000 đồng. Mẫu đẩy này rất khỏe để hát karaoke. Đam A100, điện 100V, bề ngang của đẩy này là 42cm. Và cửa hàng vẫn hát vào cái mẫu mic mà hay bán 550.000 một chiếc, mic BMB, hát rất nhẹ, hay trong tầm tiền, hay trong tầm tiền, vượt xa tầm tiền anh em nha. Sẽ quay mặt sau luôn. Đang đấu nối, đó là đấu hai đôi, một đôi Audio Technica và một đôi Bose đó. Đôi loa Bose này giá 7.500.000 đồng các bác nha. Loa Bose xịn 301 CD5 tại Minh Audio Đông. Còn đây là đẩy, mặt sau của đẩy. Điện 100V, trở kháng từ 4 ohm trở lên. Chơi hai đôi loa liền, 1-2, được vào âm thanh đó. 100V, 240W. Mẫu đẩy này anh em có thể dùng nghe nhạc và hát karaoke như cửa hàng đang đấu nối đây. Và đây chỉ có đấu vào mỗi vang thôi anh em nha. Các bác có điều kiện có thể ghép thêm lọc thì nó sẽ tăng thêm độ hay của âm thanh. Nhưng cửa hàng đây chỉ đấu vang và âm linh và đẩy và mic, thế là chiến thôi. Sau đây sẽ hát demo luôn. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Minh Ngào Đông sẽ hát test một đoạn để anh em có thể tham khảo sản phẩm. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình đi anh đâu hay, tình ta gian dối để bước phong trần tha hương. Em không cho đời viên xưa về làm chi, rồi anh lặng lẽ ra đi gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Đâu ngờ có ngày đàn đứt dây thơ, một phút tim anh ơ hờ, tròn kiếp vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng cho anh xin một đêm chăn gối, gửi đông cho ta năm xưa, dâng hết cho lần điều cuối. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt giữa phố mờ.
từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thấp, hàng cây thấp màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá buốt, biết ai thương bước cô liêu, một người đi trong sương rơi.